con làm phần nước mắt con làm phần nước mắt Thank you.
tuyệt vời. Tuy nhiên bạn nó nhỏ một chút là sao bạn sẽ to hơn một chút để các bạn nghe rõ hơn đúng không nào? Và cô vô dẫn án tưởng sao cả ba đủ và để chính xác hơn vị trí của các đồ vật trong không gian, cô xin mời các con cùng đến với bài học xác định phía phải phía trái của bạn và một đối tượng khác. Và trước khi bước vào giờ học, cô đừng có một con quá chúng mình có thích không nào? Chúng mình
các bạn hàng số 1 và các bạn hàng số 2 đang ngồi như thế nào với nhau? Ngồi à, là không phải con. Dạ, và thưa cô, các bạn hàng số 1 đang ngồi một chiều rồi. Như thế nào nhỉ? Và bây giờ cô
sinh. Và chúng mình hãy nhẹ nhàng đi lấy tổ của chúng mình, sau đó về vị trí ba hàng ngang cho cô nhá. Thời gian cho các con đi lấy tổ đó là 10 giây, con nhớ đến này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Ôi, có nhiều bạn đã bị chập chân rồi. Nào, chúng mình thấy ở trong tổ của chúng mình có gì nhỉ? Có gì? Thôi, lại to lên cho cô để nghe xem là có gì nhỉ? Có gì? À, có gì nhỉ? Ô, hiểu nghe chưa rõ. Có gì nhỉ? À, và bây giờ cô xin mời các con hãy lấy chú Hề ra và mời cho chú Hề đứng cùng chiều với các con. Nào, chuẩn bị. Chúng mình đang để chú Hề đứng như thế nào với chúng mình nhỉ? Chú Hề đang đứng như thế nào với các con? À, cùng chiều với các con thì chú Hề đang nhìn lên ai nhỉ? Các con đang nhìn lên cô. À, bây giờ cô xin mời các con hãy lấy một quả màu đỏ sang bên phía phải cho chú Hề nào. Chuẩn bị 2, 3. Phía phải của chú Hề nhá. Ờ, phía phải của chú Hề nhỉ? Để phải của chú Hề đâu? Để phải của chú Hề đây ạ. Để phải đâu? Là đây, chú Hề đang đứng cùng chiều với con này. Đây là để phải của chú Hề sẽ là để phải của con. Để phải của con đang chuyển. À, cô hiểu thấy này, các bạn đã xếp được rồi đấy. Nào con, à, cho cô biết nào. Cô cùng con bảo đảm đang ở phía đằng của chú Hề đây. À, rất rõ. Con rồi. Và bây giờ chúng mình thấy ở trong tổ của chúng mình còn có một quả màu gì nhỉ? À, không phải, các con hãy để quả màu xanh sang phía bên trái của chữ Hề ạ. À, vậy bây giờ chúng mình hãy cùng chơi trò chơi nhá. Đi xem ai nhanh nhất đây nào. Cô sẽ nói phía hộp quả màu xanh, chúng mình sẽ nói phía của chữ Hề nhá. Chuẩn bị nào, 2, 3. Hộp quả màu xanh. Phía phía nào nhỉ? Phía à, một con màu đỏ phía nào nhỉ? Phía à, đúng rồi. Vậy là một quả màu xanh đang ở phía trái của chú Hề và một quả màu đỏ đang ở phía phải của chú Hề. Thì chú Hề đang đứng cùng chiều với chú mình. Bây giờ chú mình em quay chú Hề mà chào chú Hề nhìn chú mình nào. Nào chú mình quay quay chú Hề lại cho chú mình. Chú mình đang quay chú Hề lại cho chú mình. À, bạn nào phát hiện tinh cho cô xem. Bây giờ chú Hề đang đứng như thế nào với các con? Đứng như thế nào nhỉ? Ngược chiều. À, đang đứng ngược chiều. Cô mời con làm một quả. Chú Hề đang đứng như thế nào với con? Đứng ngược chiều. À, chú Hề đang đứng ngược chiều với con. Con, chú Hề đang đi nào với con nhỉ? À, chú Hề đang đứng ngược chiều với các con. Vậy thì bây giờ cô quả màu đỏ đang ở phía nào của chú Hề? Ai tỏ cho biết nào? Quả màu xanh khi mà chú Hề quay
quay ngược chiều với chúng mình thì hồ quả màu đỏ lại khác ở phía bên nào của chú hề nhỉ? Thế nào? Thế nào nhỉ? Phía bên phải. À, hồ quả màu đỏ đang ở phía bên nào của chú hề nhỉ? Bên chúng mình nhìn tinh lại nào, hồ quả màu đỏ đang ở phía bên nào của chú hề nhỉ? Ôi là con nhìn thấy tinh nào, thế nào nhỉ? Phía trái. À, phía trái của chú hề. Con hồ quả màu xanh ở phía nào của chú hề nhỉ?
thì bạn lấy tay nào của cô đây? Tay nào đây? À đúng rồi, và chúng mình này trong khi mà nhảy chúng mình có thể các con này đã nhìn bạn rất là xinh tươi rồi và chúng mình nhảy cũng rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng mình hãy tung tay phải của mình đặt tay lên vai của bạn và cùng nhìn bạn thế nào. À tay phải của mình là lên vai của bạn nhá. Cô đang nhảy tay phải là tay phải nào cô đang đặt lên vai của bạn? Bye.
À, anh Hiền có ai nhận chứng minh con nhất gì với bạn anh Hiền vào đấy không? Vâng. À, vì vậy là anh Hiền hôm nay cũng rất là tiến bộ đấy. Còn ai có ý kiến nào? Còn ai có ý kiến nhỉ? À, chúng mình cùng mong cho bạn đi. À, con tôi hiểu thấy bạn Hân cũng rất là giỏi này, bạn này đang mình rất là giỏi này. Thế trong giờ học hôm nay chúng mình thấy còn bạn nào chưa được ngoan không? Minh Khang thôi thì một tí. Lần sau chúng mình mong muốn các bạn Minh Khang như nào nhỉ? Đến cô hơn đúng không nào? À rồi, và giờ học đến hôm nay đến đây là hết rồi. Chúng mình hãy dùng tay phải.